Em làm gì mà ngồi trong nồi chè thấy ghê quá vậy sếp? Chị Nhi không biết gì hết, làm mấy chuyện tào lao như vậy mới lên xu hướng được. Đúng, 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 hợp lý. Còn mấy bé cá người nữa làm gì mà nằm dài dưới bãi sình vậy? Tụi em đang thực hiện thử thách 6 ngày mồng 6 đêm nằm dưới bãi sình. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chị phải làm sao để nổi tiếng giống như mấy em? Thì ăn mì chứ sao? Chị phải ăn hết thau mì và đóng ớt này. Rồi ăn hết bao nhiêu đầy nữa thì em chắc chắn với chị là sẽ lên xu hướng. Thật không đó, giờ chị bắt đầu ăn nha. Mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Nổi tiếng đâu không thấy, giờ cái mỏ như cá tuna rồi. Uhu, quái vật béo phì trộm áo. Nhỏ này ngủ mà đẹp quá bây ơi, để lấy cái áo, chắc không biết đâu hi hi. Nói xong, quái vật mập như heo lấy cái áo của Nhi Nhi rồi chạy mất. Nhi Nhi ngủ dậy thì thấy mát mát, nhìn xuống thì thấy mất tiêu cái áo. Cô ấy chạy đi tìm cái áo. Ôi trời ơi. Em thấy có một con quái vật mập như heo lấy áo chị chạy đằng kia. Nhi Nhi đến thì thấy cảnh này. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhỉ? Khó câu quá vậy. Cái gì vậy bà nội? Ta định tha cho mày rồi. Chà, ở đây con quái vật mập như heo. Nhi Nhi làm siêu xe chở mấy em đi chơi. Xe anh ấy đẹp quá các bạn ơi. Mấy em nói sao mấy em thích siêu xe đó à? Oh no. Xe đó mắc lắm, làm sao có tiền mà mua. Nhi Nhi thương mấy em, cô làm tặng các em nhỏ một chiếc siêu xe. Mấy bạn ơi, xe chị Nhi đẹp quá. Oh my God. Không chê chị nghèo thì lên xe chị đèo. Trời ơi, chưa? Khoan hô chị Nhi, xe chị xịn thật. Sâm bi không nhà. Chị Nhi ơi, em muốn về nhà. Để chị dẫn em về. Ý em là mình về nhà thật sự, chứ không phải là cái liều cũ rít dưới gầm cầu. Em quên tụi mình là zombie rồi sao? Ai thấy là sợ hãi chạy xách dép. Em không sợ. Trời ơi, chưa? Chị ngồi đây đi để em xuống lấy cơm. Nhà giàu quá chị Nhi hả? Cũng thường thôi hà. Mày là ai? Vợ nhà người ta mà còn hỏi là ai nữa hả? Bé mèo dẫn tụi em vào. Làm cái mặt chầm dầm chút dột y như cô chú ngột vậy đó. Mặt nhìn là không có cảm tình rồi. Rồi ăn mặc gì kỳ vậy? Tướng tay mày thì lùi mang giới da vô. Ta định tha cho mày rồi. Đã nói rồi mà không chịu nghe.